Đây là lần đầu tiên Hội đồng Chứng minh Thành Kính tổ chức lễ tưởng niệm chư vị Đại lão Hòa thượng Pháp chủ và chư trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh. Đặc biệt, đúng dịp tưởng niệm 30 năm ngày đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận viên tịch. Những ngày đầu thành lập giáo hội, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, những lời đề nghị của Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thành lập trường Phật học, tiếp tăng độ chúng đã tạo cho tăng ni và Phật tử một niềm tin bất tận đối với đạo pháp và dân tộc. Gần 1/3 thế kỷ đã trôi qua, nhưng lời dạy của Ngài vẫn luôn được hàng hậu học khắc ghi và kế thừa. Nhân dịp này, chư tôn giáo phẩm, quý Phật tử nhất tâm tưởng niệm công đức cao dày của chư Đại lão Hòa thượng Pháp chủ và chư trưởng lão Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh viên tịch trong hơn 4 thập niên qua. Từ ngày giáo hội được thành lập vào năm 1981, kính nguyện giác linh chư tôn giáo phẩm, gia hộ chư tăng ni vững bước trên con đường phụng sự đạo pháp và nhân sinh, Phật pháp xưng minh, đất nước thanh bình, muôn dân an lạc.